Yo. Uh-huh. Yeah. Nào các bạn nhỏ, ta hãy cùng rap xương ngực được hết 0.0 phết. Đầu gấu bếp mèo, đầu bếp gấu mèo là tì bạn nha 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 nha. Yo. Được nhận quà từ ông già Noel hay không? Dạ có. Wow, con thật là một cô bé rất là ngoan. Và chương trình của chúng ta ngày hôm nay đúng vào dịp lễ Noel, chú gấu mèo sẽ há mép món quà đặc biệt dành tặng cho hai mẹ con. Con hãy xem đây. Bố con đây là cái gì? Dạ đây là người tuyết. Hay quá. Với cái người snowman như thế này là có nghĩa là người tuyết á, thì chúng ta có thể được làm từ những loại rau củ quả rất là dễ mua ở siêu thị. Cái món ăn của ngày hôm nay của chúng ta cũng được làm từ những loại rau củ quả tươi ngon như vậy đó. Thì có biết là món gì không? Một món ăn từ Nhật Bản đó. Sushi gấu mèo. Wow, sao Phương Anh biết hay vậy? Mẹ con có biết anh kìa. Hết hồn luôn, tớ không biết luôn. Rồi nào, chúng ta cùng hãy đập tay để bắt tay vào làm món sushi gấu mèo nào. Yeah. Các bước thực hiện như sau: đổ bột và chiên bánh rep bằng bột mì, bột nếp, gia vị Nhật, nhớ thêm chút dầu ô liu vào nhé. Bước thứ hai, chiên trứng mỏng. Bước thứ ba, tôm luộc chín bóc vỏ, thanh cua xé sợi. Bước thứ tư, cà rốt, dưa leo, cà chua, ớt chuông thái sợi. Bước thứ năm, cuộn hình phễu theo lớp từ ngoài vào, lá rong, bánh rep, trứng. Cho nhân là tôm, thanh cua và rau vào, nhớ phải sốt lên trên nhé. Và bây giờ chú gấu mèo sẽ hướng dẫn cho hai mẹ con món sushi gấu béo, phải không con? Không, sushi gấu mèo. Đúng rồi. Món sushi gấu mèo thì bao gồm tất cả những nguyên liệu như sau: chúng ta có bột mì, bột nếp, gia vị kiểu Nhật, trứng gà, hành cua, tôm luộc bóc vỏ. Và con biết là gì không? Rong biển. Hay quá, vậy con là hay đi siêu thị mua lá rong biển đúng không? Và gồm có những rau củ quả tươi sống như sau: gồm có ớt chuông, dưa leo, xà lách, cà rốt. Và chúng ta phải có thêm chút xíu sốt vô cho nó ngon. Hay quá, con thật là xuất sắc luôn. Rồi bây giờ chú gấu mèo sẽ hướng dẫn cho hai mẹ con cách làm nha. Bây giờ chú gấu mèo sẽ phân công. Con biết đập trứng không? Biết. Hay quá luôn. Bây giờ chú sẽ nhường cho con đập trứng. Và con biết đánh trứng không?
Tom ơi. Món sushi gấu mèo có tỷ lệ dinh dưỡng như sau: 30% tinh bột, 30% đạm, 10% chất béo, 30% rau xanh, vitamin và khoáng chất. Mỗi cuốn sushi gấu mèo cung cấp từ 250 đến 300 kcal, giá thành chế biến từ 15 đến 20 ngàn đồng. Đừng bỏ máy bay, hãy subscribe ngay để xem gấu mèo cùng chiều nhé. Nhanh tay đăng ký fanpage để biết thêm thông tin dinh dưỡng giúp bé phát triển chiều cao và trí não.